kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai kiển trên cả nước ạ. Vậy rồi hôm nay thì kênh Mai Vàng Bến Tre có tiếp tục ghé vườn của chị Thủy ha, để chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép mai lớn cô chú anh chị ha, giống dảo thơm, dảo nhung cả nhà. Đó, thì rất mong cả nhà mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy ha. Ngoài ra những cây tầm trung giá tầm 1,5 triệu thì chị Thủy còn những cây lớn nha cả nhà, giá khoảng tầm 6-7 triệu nè cả nhà. Đó, thì cả nhà mình thích cho mình muốn mua cây lớn hơn á thì mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ số điện thoại chị Thủy sẽ quay cây gửi cho mình ha, qua Zalo nha cả nhà. Đó rồi, chị Thủy có để giá sỉ hô cho cô chú anh chị mình ha, nếu cô chú anh chị mình muốn mua về bán Tết cũng cứ liên hệ lại số điện thoại với chị Thủy ha, chị Thủy sẽ cho giá sỉ yêu thương cho cả nhà mình nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi chào bà chủ ơi. Rồi hôm nay tại lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em cũng xin chào cô chú bác anh chị em gần xa đều thích mai vàng. Thì hôm nay tại lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình 5 cây hàng trung trung này ha. To thì cũng không to lắm mà nhỏ thì nó cũng không nhỏ lắm. Hàng vừa vừa chơi tết nha cả nhà. Cái hàng này hàng trung vừa chơi ha, cái hàng này thì em ghép cũng rất là già mùa rồi nha cô chú anh chị. Hàng để cái đế cũng đẹp lắm. Rồi không làm mất thời gian nữa thì em xin vào clip luôn, thì em nói tiếp với clip trước là cây này là cây 7C nha cô chú anh chị. Rồi, 7C ha. Mã số 7C. 7C là giống gì đây bà chủ? 7C đây là một cây dảo thơm luôn nha cô chú anh chị. Cái này cái ta đế rất là ngon. Hoành tại điểm này là mình được 29 nha cô chú anh chị. Cái này bộ đế sẫm nơm rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Rồi. Nút nụ thì ok lắm đó cô chú anh chị. Nụ sáng nụ nụ to nha cả nhà ơi. Dạ, chiều là cao là mình được ơi. Là 125. Mấy cái này là bao nụ nhiều luôn cả nhà ơi. Nè, chiều cao là được 125 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ, tán ngang là 132. Rồi. Tán ngang là mình được 132 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây ha. 3 triệu là một cây khủng luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 8C. Tiếp theo mã số 8C nha cô chú anh chị. Rồi. 8C cũng là một cây dảo thơm nữa nha cô chú anh chị. Cây tàn quá lớn luôn cả nhà ơi. Nụ siêu nhiều luôn nha cả nhà. Nụ có nụ rất là ok luôn nha cả nhà. Nụ nè, không, mọi nhánh luôn nha cả nhà. Hàng tết nè. Là đảm bảo nói chung là nụ ok cho cả nhà mình luôn nha. Cái dàn đế nở nè cả nhà ơi. Rồi, đâu không số luôn bà chủ ơi. Bộ này cái lô này thì gốc nó đế nó nùm nó sởm sởm lên không anh, nó đẹp. Rồi. Dạ hoành tại điểm này là được 31 nha cô chú anh chị, 30,5 à. Rồi. Còn cái cũ dưới này là mình được 43. Rồi. Rồi chiều cao là được 112. Tán ngang là 130. Rồi. Dạ. Rồi một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 3 triệu đồng nha. Rồi 3 triệu một cây quá lớn một cây quá trời to luôn, mấy cây này tổ bông là không thể nào chê được luôn á cô chú anh chị. Đổi cây. Rồi mã số 9C. Dạ tiếp theo mã số 9C. 9C cũng là một cây dảo thơm nữa nha cô chú anh chị. Thì đánh. Cái này thì em chỉ có được còn có mười mấy cây nó lỡ trung trung vậy nè cả nhà ơi. Ngon lành nha cả nhà, kẹo tàn ha, nụ siêu nhiều luôn nha cả nhà ơi. Cái này mà đặt lá ra là nụ đeo nhìn mê luôn cả nhà nè, thấy không? Quá trời luôn cả nhà ơi. Nụ siêu nhiều nha, mấy nhánh này nhánh nào cũng vậy cả nhà. Nè không? Nhà hoành tại điểm này là được 29 á. Hoành 29 nha cả nhà. Chiều cao là được 114. Tán ngang là được 124. Rồi. Rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 3 triệu thôi nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, 3 triệu đổi. Là mình được cây rất là to luôn. Đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 20C. Gì? Ủa, mã số 10C. 10C. 10C lộn. Rồi cây 10C này là giống gì đây bà chủ? Cũng là dảo thơm luôn nha cô chú anh chị em. Rồi một cây dảo thơm luôn ha. Cái này tàn khá là ok luôn nè cả nhà ơi, nụ nè. Đó, về luôn nha cả nhà. Đó, nhánh nào cũng vậy, nụ rất là nhiều luôn nè cả nhà ơi. Đó, nụ rất là nhiều luôn nha. Cái này dáng hơi xiên ha, cộn cái gốc bự quá trời luôn. Cái cây này thì cô chú anh chị em mình ai mà thích làm về cái dáng bay để sau này. Chơi cây bay.
Trời ơi, này đây, em luồn vô không được nên em đo tên nó cổ tên đây nè ngăn cô chú anh chị. Rồi. Nên cổ tên đây là mình được 33 nha cô chú anh chị. Rồi. Còn cái củ bự dưới này chắc nằm giá 4 mấy quá. Để em đo nữa, phần nữa ở tên là phần nữa ở tên đây là mình được là 17. Rồi. Chiều cao là mình được là 87. Tán ngang là được 121. Rồi. Đó. Rồi cái cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2.800.000 nha cô chú anh chị. Rồi 2.800.000 ha. 2.800.000 có một cây quá to luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 11C. Dạ tiếp theo mã số 11C nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ 11C cũng là một cây dảo thơm luôn nha cô chú anh chị. Cây này tàn hơn lớn lắm nha cả nhà. Cây này thì quá chuẩn rồi. Cái này em ghép cũng già mùa lắm nha cô chú anh chị. Cái này ghép cũng lâu dữ lắm lâu rồi cả nhà, tàn siêu lớn luôn nè cả nhà, nụ siêu nhiều luôn nha cả nhà. Tết mua cây này như này thôi, quá rẻ luôn cả nhà. Dạ hoành thân tại điểm này là 30 nha. Rồi hoành 30 nha cả nhà. Chiều cao là 115. Rồi. Tán ngang là 120. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là chỉ 3.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi 3.200.000 ha. 3.200.000 là mình có một cây rất là to luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Rồi cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay nha. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã yêu thương đã ủng hộ cho em ha. Thì em cũng xin chúc cho cô chú anh chị em mình được một năm mới sắp tới mình được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha cô chú anh chị. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đồng hồ chị Thủy trong các clip trước cũng như clip này ha. Cảm ơn trong clip này cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thì mình ủng hộ cho dùng của chị Thủy nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.